cảm ơn công ty Thao Quang đã giúp đỡ và hỗ trợ với gia đình từ khi thầy lý tưởng đến ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn công ty Thao Quang đã giúp đỡ căn nhà hết sức hài hòa và hỗ trợ cho gia đình hết sức nhiệt tình. Công ty là thiết kế cho gia đình nhà tôi ngôi nhà này thì tôi thấy rất là mỹ mãn và mọi thứ sắp xếp vô cùng là hợp lý. Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Kita Home. Thưa quý vị, di chuyển hơn 3 tiếng đồng hồ thì hiện tại Hồng Phương cùng với đội ngũ truyền thông của Kita Home đang có mặt tại Nông Cống, Thanh Hóa, và trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với buổi lễ tân gia của gia đình nhà anh Trần Văn Bảy. Và để hiểu thêm về ý tưởng xây dựng của ngôi nhà này cũng như là gia chủ, xin mời quý vị sẽ cùng với đội ngũ truyền thông của Kita Home cùng nhau khám phá. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực phía trước cổng của công trình nhà vườn mái nhật của gia đình nhà anh Trần Văn Bảy. Thưa quý vị, như quý vị khán giả có thể là quan sát, hiện tại thì gia đình đang tưng bừng long trọng tổ chức bữa tiệc tân gia để chúc mừng toàn thể gia đình của anh Bảy được dọn về sống trong ngôi nhà mới sau gần một năm thi công và hoàn thiện. Điểm qua một vài thông tin về công trình này để quý vị khán giả có thể hình dung một cách rõ hơn. Thông qua phối cảnh flycam của đội ngũ truyền thông thì quý vị khán giả cũng có thể dễ dàng nhận thấy là khu đất xây dựng của gia đình nhà anh Bảy tương đối rộng. Theo như thông tin mà anh Bảy chia sẻ với chúng tôi, đó là tổng diện tích xây dựng của khu đất sẽ là 270 m², và với một diện tích như vậy thì anh chị đã dành ra 110 m² để thiết kế và xây dựng khối công năng nhà chính. Trong đó thì chiều dài mặt tiền của công trình sẽ là 11 m và chiều sâu là 10 m. Về ý tưởng xây dựng một ngôi nhà vườn mái nhật một tầng như thế này thì theo như anh Bảy và chị Nguyệt có chia sẻ, đây là ngôi nhà mà anh chị cũng như là các thành viên trong gia đình tích góp và cùng nhau xây dựng để cho mẹ già sẽ có được một cơ ngơi an nhàn tuổi già, cũng như là không gian để vào những dịp đoàn tụ, vào những dịp lễ Tết, các thành viên trong gia đình từ khắp nơi trở về thì sẽ có được một không gian sinh hoạt và nghỉ dưỡng cùng nhau. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với buổi tiệc tân gia của gia đình nhà anh Bảy để cùng nhau lắng nghe những tâm tư và chia sẻ của gia đình trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Gửi lời chào cảm ơn chân thành tới các quý vị khách quý và toàn thể các thành viên trong gia đình nhà anh Trần Bảy ngày hôm nay đã có mặt trong bữa tiệc mừng tân gia. Chúc mừng gia đình anh Trần Bảy dọn về nhà mới. Và thay mặt công ty thiết kế nhà đẹp Kita thì chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới anh cũng như là toàn thể các thành viên trong gia đình của mình đã tin tưởng và lựa chọn Kita Home là đơn vị thiết kế nhà cho gia đình mình ạ. Và ngày hôm nay thì khi đến mừng tân gia của gia đình mình ạ, phía bên công ty thì cũng có một lẵng hoa tươi thắm cũng như là một gói quà gửi tặng cho gia đình của anh Trần Bảy. Và một lần nữa kính chúc anh cũng như là toàn thể gia đình của mình sẽ có được một cuộc sống thật là hạnh phúc và viên mãn trong ngôi nhà mới ạ. Thưa các ông các bà, thưa quý vị, chúng ta có chút thời gian để bình luận về lễ tân gia ngày hôm nay. Cảm ơn công ty Thao Quang đã giúp đỡ và hỗ trợ với gia đình từ khi thầy lý tưởng đến ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn công ty Thao Quang đã thiết kế căn nhà hết sức hài hòa và hỗ trợ cho gia đình hết sức nhiệt tình đến ngày hôm nay. Chỉ biết nói lời cảm ơn và chúc công ty ngày càng phát triển và có căn nhà to hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Và xin chân thành cảm ơn. Lần đầu tiên thì tôi xin kính chào sau nghe. Thì thực ra là bây giờ cũng không có gì hơn so với có ngôi nhà như này thì cũng cảm thấy là rất là hài lòng và cũng cảm ơn rất là thật ra cảm ơn rất là nhiều người, không phải là bên kế hoạch tất cả mọi người bên gia đình nè, bên hàng xóm nè, rồi bên các công ty xây dựng thôi, cảm ơn tất cả xin chỉ muốn là gửi lời cảm ơn cho mọi người thôi. Lời đầu tiên thì cũng xin phép lời cảm ơn với chúng tôi đã có niềm mong thiết kế rất hợp lý để cho phù hợp với các
cho quá trình xây dựng cái vùng đất này. Thì cũng mong là quý vị có nhiều cái sáng kiến hơn, có đẹp hơn để mang đến những cái ngôi nhà đẹp cho quê hương. Đấy, thì cũng cũng không biết nói gì thì các đồng chí cũng nói lời cảm ơn thôi. Một lần nữa thay mặt cho công ty thiết kế Nhà Đẹp Kita, chúng em xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình cũng như là toàn thể các thành viên ngày hôm nay đã đến dự lễ tân gia của gia đình nhà anh Bảy và chị Nguyệt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đội ngũ công ty của Kita Home rất là hân hạnh khi được đồng hành cùng với gia đình cũng như là các gia đình tại quê hương Nông Cống của chúng ta cũng như là trên toàn Việt Nam ạ. Hy vọng là mọi người sẽ nhớ đến cái tên công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kita Home để đội ngũ truyền thông của chúng em, chúng con sẽ có dịp về với Nông Cống được nhiều hơn ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ. Một lần nữa xin thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn các bạn của công ty Kita đã trực tiếp về đến gia đình chúng tôi chúc mừng hôm nay. Và qua các bạn thì cho gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo của công ty và chúc cho công ty Kita Home là làm ăn ngày một phát đạt và thiết kế được nhiều những công trình đẹp hơn như thế này nữa. Xin chân thành cảm ơn. Dựa trên những nhu cầu xây dựng nhà ở cũng như là phân chia công năng của gia đình thì ngay bây giờ mời quý vị khán giả sẽ cùng với đội ngũ Kita Home sẽ di chuyển vào bên trong để khám phá. Đầu tiên tại khu vực sảnh chính cạnh với cửa ra vào, chúng ta sẽ có một không gian bàn thờ được gia đình bài trí vô cùng trang nghiêm để thể hiện lòng thành kính của mình đối với các bậc tổ tiên. Di chuyển sang khu vực bên này, chúng ta sẽ có một không gian phòng khách của gia đình, và tại vị trí này thì gia đình đã lựa chọn một bộ bàn ghế nhưng với những khối gỗ vô cùng dày và dài để là nơi đón tiếp khách quý cũng như là nơi để đại gia đình có thể là ngồi quây quần cùng với nhau. Và tại vị trí này thì quý vị khán giả có thể là quan sát một vài những cái chi tiết bố trí cửa sổ của gia đình ạ. Chúng tôi đã bố trí hai hệ thống cửa sổ với ba cánh để đảm bảo không khí, ánh sáng được lan tỏa vào bên trong không gian sống của gia đình. Ngoài ra thì quan sát chi tiết trần ở phía trên tại khu vực phòng khách cũng như là các không gian của tầng 1 thì chi tiết trần cũng được gia đình đầu tư yêu cầu trang trí bằng những phào chỉ vô cùng đặc sắc, quý vị khán giả cũng có thể là tham khảo. Và di chuyển sang khu vực ở bên này thì sẽ là khu vực nghỉ ngơi và vui chơi của các thành viên trong gia đình khi tới thăm bà nội cũng như là khi về thăm công trình. Và di chuyển xuống khu vực phía dưới này thì gia đình sẽ dành ra một khoảng diện tích để bố trí khoảng sân ướt. Đây là một cái khoảng diện tích vô cùng có giá trị, đặc biệt là vào những ngày gia đình có cỗ thì nơi đây sẽ là nơi để gia đình có thể là làm thức ăn này cũng như là rửa bát đũa rất là hợp lý. Và di chuyển vào bên trong thì sẽ là khu vực bếp nấu nướng chính của gia đình cũng như là phòng ngủ dành cho bà và một nhà vệ sinh chung. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nhau tham khảo thông qua những thước phim của Kita Home. Anh Bảy là như được thiết về thống kế là rất hài hòa, thì là cái gì nguyện vọng của gia đình mong muốn. Tôi là con gái của gia đình ở đây. Hôm nay là công ty là thiết kế cho gia đình nhà tôi ngôi nhà này thì tôi thấy rất là mỹ mãn và mọi thứ sắp xếp vô cùng là hợp lý. Tôi cũng thay mặt chị em ở đây thôi là cảm ơn công ty, cảm ơn anh chị em đã về giúp đỡ gia đình trong cái quá trình xây dựng bản thiết kế và hoàn thành công trình của gia đình. Xin cảm ơn. Cảm thấy rất là hài lòng, rất là vui. Thật là hạnh phúc và đầm ấm ạ. Mỗi khi con cháu về, anh em về tụ tập đông vui. Những cái dịp lễ nghi hoặc là Tết nhất, dỗ chạp của ông bà tổ tiên là con cháu đoàn tụ ở đây.
mà tạo nên những không gian thoáng mát đẹp đẽ này, là anh cảm thấy này anh là dễ với gia đình này, là ghi nhận thế là được. Đạt. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là một video clip ngắn giới thiệu về công trình nhà vườn mái Nhật một tầng của gia đình nhà anh Trần Văn Bảy có địa chỉ tại Nông Cống, Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.